Mời bây giờ đưa nàng về quê với ca khúc là Em đi chùa Hương. Xin cảm ơn quý vị. Em đi chùa Hương mà Quỳnh bị say ok. Nó hơi bị sơ sót quá, nhưng mà cũng mong tất cả mọi người bỏ qua cho. Quần lính áo the mới, tay em cầm chiếc nón quay thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Đến đường mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói. Tuổi bây giờ mới tuổi 15, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói. Tuổi bay chứ mới tròn 15, em vẫn còn bé lắm. Chưa mấy anh ơi, xin cảm ơn bạn. Đò đi qua sông đục, mọi người khách khung quá, thẹn thùng em không nói. Nam mô A Di Đà, thẹn thùng em không nói. Nam mô A Di Đà. Nếu quý vị có nhu cầu chụp hình, xin mời chuẩn bị nha, chụp hình nữ ca sĩ Như Quỳnh chúng ta tối hôm nay. Và chuẩn bị và Như Quỳnh sẽ đi đến từng ban một của Diệu Hiển Tâm nha. Xin cảm ơn. Mở hơi sương cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương. Nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài in đào, quần lính áo the mới, tay em cầm chiếc nón quải thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Này, mọi người ngắm nhìn em, xin cảm ơn rất nhiều. Em không nói, tuổi bay chứ mới tròn 15, em vẫn còn bé lắm. Chưa mấy anh đời, xin cảm ơn. Đò đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Keep going, ban nhạc one more time. Anh ba, xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã giúp đỡ cho chùa, thương nữ ca sĩ Như Quỳnh và thương chùa giúp đỡ và chùa có cái cơ hội để xây chùa cho con em chúng ta sau này. Mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói. Tuổi bay chứ mới tròn 15, em còn bé lắm chứ mấy anh ơi. Đường đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, Nam mô
Xin cảm ơn, cho một tràng pháo tay quý vị ơi. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Bây giờ quý vị có muốn nghe Như Quỳnh và Thường Vy hát thêm không ạ? Nghe, nghe thêm một bài nữa nha. Cảm ơn. Rồi bây giờ là một ca khúc trước khi hát ca khúc này, một lần nữa xin cảm ơn những tấm lòng vàng, các quý vị rất thương chùa đóng góp. Cái thùng bây giờ nó khá nặng á, mà chưa có đầy. Đi, và Thường Vy sẽ đi qua khu vực phía bên kia nha, để cho chúng ta bà con có cơ hội đóng góp cho chùa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin được hát cái bài Chào Anh Hoàng Vũ, một ca khúc mang tựa đề là Kiếp Cầm Ca. Và ca khúc bên nhà cho xin rê thứ nha, rê thứ ca khúc này.